Ok, và chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Hứng Bia. Và hôm nay mình sẽ đi ăn pizza. Pizza, let's eat pizza. Yes. Để xem ở đây có những loại pizza nào nè. Sugar. Có pizza thập cẩm này, rồi pizza màu trắng này, rồi pizza stan này, rồi pizza slice. Pineapple. Oh my god. What? Anh muốn nói cái gì vậy? What? Anh muốn nói cái gì vậy? Anh muốn nói cái gì vậy? What? Hình như anh này muốn nói cái gì đó nhưng mà anh này không thể nói được. À chú quá, à cho tôi một cái pizza nào. What? Đây là cái pizza gì vậy? Là cái pizza gì vậy? Ôi không. Đây là đây không lẽ là không lẽ là đừng có nói những cái pizza này là đều là được làm từ thịt người nhá. Không, cho tôi ra khỏi đây. No. Mình không thể ra được, không được, con mình phải chạy thôi. Đến đâu bếp đập ác. Suýt nữa chết. Đây là cái gì đây? Không, không thể tính được, không thể tính được. Đây là chỗ bán pizza thịt người ấy. Run. Chạy thôi. Mình và những người tới đây ăn cần phải chạy. Cần phải chạy. Run. Oh fuck. Không. Đấy là những miếng thịt già, thịt người. Đây là xúc xích làm từ ruột người đây. Không có tính nổi. Đây là xúc xích làm từ thịt người. Mình ghét cả nhà hàng này. Cố lên. Nhưng miếng thịt này đã bị thuốc độc. Cái gì đây? Keep kitchen area clear. Water. Tomato. What? Đây không phải là ảo ảnh các bạn, đây chỉ là ảo ảnh thôi. Chỗ này thật sự không an toàn tí nào. Chỗ này thật sự không an toàn tí nào. Không. Cái thằng đầu bếp, đang làm thích kìa. Không, mình không phải cựu nhỉ. What? Mình không được đi lên đấy á. Mình chỉ được đi vào cái màu đỏ đó. What the hell? Mình đã hiểu rồi. Mình không được đi vào mấy chỗ này này. Nếu không mình sẽ chết. Đó, các bạn thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Nguy hiểm quá. Bình tỏ. Mình là đã bình tỏ. Ôi không, nó đang nấu thịt người kia. Không, mình không thể ở trong cái của no. Rồi ok, sau khi mình bị nướng nhiều lần á thì mình đã biết là mình sẽ không bao giờ đặt chân lên cái chỗ này nè.
Ai của ăn pizza hết nay thật là ác độc quá mà. Không có tính nói cái chỗ này. Thằng đầu bếp này ăn quần nợ gì vậy? Cái thằng này là đang làm này. Và không nó đang làm bột này. Oh my god. Không có tính nổi mà. Nó đang làm bột kia. Không, mình không thể ở đây được. Mình phải đi đâu đây? Mình phải đi đâu đây? Run, no. Mình đã bị nghiêng nát bởi nó rồi. Không, mình phải chọn thời điểm. Mình phải chọn thời điểm để chạy. Chưa được. Ngay lúc này. Run, no. No. Thằng đầu bếp quỷ sứ. Mình sẽ run. No. Oh my god. Mình đã vừa có được rồi. I can do it. Let's do it. Yes. Mình đang nhảy quá. Cái chẻng này nó bị vỡ đó các bạn ơi. Cái bạc này nó bị vỡ. Và thủng một cái lỗ rồi. Nó khi ăn mình. Nó sao nó lại làm như vậy với mình? Mình đã làm cái gì sai chứ? Mình làm cái gì sai nhỉ? Hay là mình không được nhảy qua đó mà mình phải nhảy lên đây? What? Ok, sau một lúc tìm tòi và suy nghĩ, mình đã biết là chúng ta phải đó siêu cấp chưa? Các bạn đã thấy hình ảnh pro của mình chưa? Các bạn đã thấy mình pro, I'm not noob, I'm pro. Pro là nhá, không phải là noob đâu. I'm not noob. Sờ đây là cả sờ mi ổng á. Rồi đây chính là sờ mi ổng á. Sờ mi ổng này như nào là bị đấm cứng rồi. Và nên là nó mới có thể cứng như vậy. Wow. Cái gì bắn á? Bắn trên trời á. Ok, và chúng ta bắt đầu nhảy nè. No, chết rồi. Không. Và mình đã chết rồi. Ảo vậy. Đây mình qua được rồi. Yes, not good. Nó không tốt tí nào đâu. Mình đã phải chịu sức nặng khủng khiếp của cái lò nọ cái nồi núng thịt người này. Mình rất tiếc cho những ai mình rất tiếc cho người đã bị nậu ở đây. Mình phải trả thù cái thằng đầu bếp này. Nước tương siêu cay. Chỉ cần ăn một tí xíu thôi là cái lưỡi bạn sẽ phát nổ liền. Vì nó là tương ớt siêu cay. Ừ, bạn sẽ tán chạy ra. Tiếng ở siêu cay. Nó chỉ là tiếng ở siêu cay. Tiếng ở siêu cay rồi nha, không phải thằng vừa đâu. Mình không được để cái thằng. Mình hồi nãy á, là mình định nói là mình không được để cái thằng đầu bếp này phát hiện là mình đã bỏ trốn. Bởi vì nó mà biết mình là bỏ trốn á, nó đánh mình chết tẹt mông luôn ấy. Không phải thằng vừa đâu. Mình đã ở trong ống thông gió. Đấy chính là lá dè bạo mật. Lá dè lá dè lá dè gì quên rồi. Lá dè bạo mật. Lá dè bảo vệ màu xanh. Màu xanh có nghĩa nếu như chúng ta mà dậm vào nhá là chúng ta bị reng pem pem. Đây là cái gì đây? Phô mai con bò cười hả? Đây là phô mai con bò cười hả? Này thì phô mai. Phô mai này. Này thì TNT Explosion này.
What the hell? Đây ông này là chính mồ của thằng đầu bếp. Đấy chỉ là lò mổ của thằng đầu bếp thôi. Mình không thể vào đây được, chạy thôi. Oh my. Peace, hot and fresh pizza. Mình phải cảnh báo cho những người khác, nếu không họ sẽ chết mất. Mình phải cảnh báo cho những người khác thôi. Nhảy này. Nhảy này. Leo có ta. Không, đây là cái đầu của thằng đã bị giết. Chắc chắn là cái đầu của nó đã bị bay ra. Mình có tưởng đó là một cái xe máy cơ. Mình có tưởng đó là một cái xe máy cơ. Mình có tưởng là mình định nhảy xuống để lái nó đây. Nhưng mà sau khi biết nó là cái đầu của nàng nhân của thằng đầu bếp thì mình không thích nữa. Đây là mẫu quá. Pizza chính mẫu quá. Mình chưa đụng vào mà nó mà mình chưa đụng vào mà là chết rồi. Chắc chắn nó là tỏa ra một cái khí rất là độc. What? Mẫu chắc chắn đây là tạng tạng mà tạng khí rồi. What? Lỗi game là các bạn ơi, bớt game ra. Bớt giỡn đi. Mình bớt giận đi, mình không phải thằng vừa đâu. Tự nhiên mình thấy không, mình thấy nó kinh kinh sao ấy. Mặc dù mình không sờ máu nhưng mà mình thấy giống như game kinh gì ấy. Cứ như một cái con gì đó nó sẽ nhảy ra và chộp mình đó. Nhảy ra và bóp mình á. What the. No! Thế mà mình đã trở lại rồi. Đấy không lại là chỗ đứa nào đầm hờ quá. Đấy không lại là lò mổ tên sắc nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Không còn đường nào cả. Mình chỉ còn cách là vào đấy thôi. Mình sẽ khám phá ở trong bên trong có cái gì. Lại lên lá xe bảo mật cao. Lá xe chắc chắn chỗ này là có dấu một cái gì đó rất là đáng tội trong này. Trong này nhất định là có dấu một cái gì đó rất là đáng tội. Vậy nên mới cần dùng đến lá xe và mật cá. Chắc chắn trong này có cái gì đó rất là đáng tội rồi. Cái cửa từ mở luôn ha. Oh my god. Đây chính là khu làm pizza. Và có gì à? Pizza thịt người. Không có tính nổi. Tên là độc. Không có tính nổi. Tên đầu bếp là có thể làm ra chuyện vô tích sự này. Có ai thêm ăn pizza thịt người của ông ta nữa chứ. Lại một cái đầu robot nữa. Pizza thịt người thiệt là kinh quá đi mà. Ông miên bạn hãy ngắm nhìn lại cảnh cuối cùng này. Mình sẽ còn sẽ có cái đầu, cái tay, cái chân. Oh my god. Oh my god. Pizza thịt người đang được xuất xứ đến đã được giao tại chỗ. Mọi người sẽ ăn nhầm pizza thịt người mất. Mình phải ngắn lên chuyện này lại. Pizza thịt người. Mình phải ngắn chuyện này lại ngay lập tức. Mình còn phải ngắn họ đưa pizza thịt người đi và cho người khác ăn. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Mọi người sẽ ăn pizza thịt người mất. Ô thật xong rồi. Khoan á, các bạn có để ý không? Đây chỉ là Border Browser Pizza. Ủa, có cái gì đã lạ nhé. Border Browser Pizza. Không lẽ là
Work at pizza place. Thì cơ không tính nổi à. Nhưng mà mình phải bỏ trốn ra khỏi chỗ này thôi. Mình bỏ trốn thôi. À. What? À, sorry các bạn ha. À, sao một là và nhầm lẫn và mình mà biết lên phải. Ok, và bây giờ mình sẽ vào trong này. Và sau đó chiếc xe sẽ chở mình đi. Và sau đó mình sẽ bỏ trốn khỏi đây. Ok. Mình sẽ trộn ở đây. Bầm 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 bầm. Oh yeah. Mình hình như là mình đang ở trên đường ấy. Mình cũng biết mình đang ở đâu nữa. Mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ đây là cơ hội tốt để mình chạy. Chạy chạy chạy. Mình không thể để bị bắt lần nữa. Mình phải đi tổ cạo tên chủ cái nhà hàng này, chủ cái cửa hàng này nhá. Mình phải đi tố cáo nó vì tôi dám giết người và tôi mưu sát sinh. Hoặc là mình đùa đấy, mình sẽ report. Yay, mình đã hoàn thành cái map này rồi. Mình đã được trở về tự do và mình được quyền bay nhảy. Bay nhảy cơ đấy. Wow, 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 wow. Mình là thiệt nhá, cái cây này nó chả giống cái Minecraft gì cả. Mình nghe nói là Lego cộng Minecraft bằng Roblox. Nhưng mà mình chả thấy có một tí gì là Minecraft và Roblox cả. Mình chỉ thấy nó là kết hợp giữa. Thật ra thì nó cũng không về Lego và cũng không về Minecraft nữa. Nếu là Minecraft nha, nó sẽ có những cái khối mà khác nhau. Nhưng có nó sẽ có những cái khối màu khác nhau. Còn Lego ấy, thì nó sẽ có những cái này. Đó, vậy nên mình đã thấy rồi. Nó giống cái gì cả. À đến đây nó giống này. Thôi thì chắc là Minecraft cộng Lego bằng Roblox thì cơ đặc bằng này. Chà. Ha, thì mình sẽ kết thúc cả video này lên tới đây. Để các bạn thấy hay á, thấy like, subscribe, share. Để mình có thêm nhiều động lực làm tiếp video khác nha. Good, 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 good. Bye.